19. Huyết thuật chính của Akaza chính là tạo sóng xung kích. Khi anh ta tấn công bằng tay và chân của mình, thì những sóng này mở rộng tầm ảnh hưởng đòn đánh đi rất rộng và xa. 20. Douma nói rằng Akaza là người bạn thân thiết nhất của mình, khóc vì cái chết của hắn ta, nhưng lại bỗng nhớ ra mình là người vô cảm kia mà. 21. Akaza là người duy nhất trong số các thượng quỷ được gặp lại người thân của mình trước khi qua đời, bọn còn lại chắc toàn một cô gia đình. 22. Trong cơn điên ở dạng người, Akaza chỉ dùng tay không mà đấm nát cả cái lò vỏ toàn người chuyên nghiệp. Hắn đánh như một con quỷ, khiến cho cơ thể những người đó đều trở nên nát bét, không còn có thể nhận ra mảnh thịt nào là của thằng nào nữa. 23. Akaza có thể hồi phục lại cái đầu bị chặt và quay lại với sức mạnh như ban đầu để đấm cho Tanjiro và Ginyu cho tới chết. Trong khi đó thì hai thằng kia không còn sức lực nữa rồi, thậm chí Tanjiro còn không cầm nổi cái kiếm của mình. Nhưng cuối cùng Akaza lại thua vì đòn thông não tới giờ mới thấm. Sau đó hiện lên ảo ảnh và anh ta gọi về làm ảnh nhục chí, chả muốn chiến đấu gì cả.